chuối chiên và kem đây, mình lấy ba loại, loại màu đấy, màu đấy, màu đấy, cà ba dưa chuối chiên nha. Chuối chiên mình nghĩ mình lấy ha. Lấy sữa nhiều hơn hả? 6 á, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cục. Đó, vô nhà hàng lúc nào cũng ăn cuối cùng mà 6 cục này xong rồi về mới ngủ ngon. Ăn không ngủ ngon, ăn không? Cái ăn đây. Kia hôm đã mà giờ còn siêu vô. Chú chiên à. Chú lấy bản vé coi đứa. Đi làm không? Đi làm không? Hả? Có làm không? Có làm lâu rồi gì? Ôi trời. Bây giờ ta làm ở đâu? Ta biết, cũng làm đại đồ hiệu ở ăn kem miếng kem đây. 400 cân. 400 còn 20. Cái đó người ta không có mua lâu rồi. Cái tiệm mình không có cái đồ dưới vô hả? Đầy luôn, đầy trong tiệm luôn mà nó bán 20. Chắc người ta mua nó lâu rồi, chắc mấy năm rồi, chứ đâu có em. Nhưng mà nếu mấy năm mà vài trái thì sao? Để đầy luôn, đúng không? Bắt bắt rồi, có vỏ bị dính vỏ bị đè. Cái chân đảo á. Nhưng mà má thấy nó cạc đảo lên. À, ba, mà cứ nó bị đè. Được không? Có đụng đụng rớt không? Có cha đường không? Có, mà ta quay lại đi. Đụng rớt á. Rớt xuống em bệt đè. Ví dụ như nó nằm trong cái chỗ kẹt. Chú chiên này lần trước dừng ăn chú chiên cũng đã ha. Đâu là tới ngày cuối kiếm được chú chiên. Ngày cuối đâu, ngày cuối còn lần tuần mà. À còn lại mấy ngày ăn chưa đã. Mấy lần chưa đã. Ngăn ba đây ăn lại. Hấp bên ngoài. Hấp bên ngoài. Hấp hấp. Nên bắp ra hấp hấp bắp gì. Kem hả ta? Bó đá sợ. Có đồng phát. Còn ăn ngon mà ăn cái này đã. Mở rộng luôn. Mở ăn. Bữa ta ăn chút xì. Ok. Đã quá. Kem ngon á. Nha, hay không? Không có. Đang ăn dầu vô mà, ăn cái này vô ngon à. Em ăn không? Người phải chia 5 cục hả? Ôi mama mà. Sao nó chan à? Nói ok, ăn bóc được là ăn bóc. Đã có ba phải. Ủa? Ừ. Hả? Có đi đốt bà. Không nhận tìm ít nữa. Để ba bảo bà kia rồi. Bà bỏ phít cái bắp bà. Để bà bỏ phít bắp bà. Ngon ngon. Để bà bỏ phít cái bắp bà. Không. Cái này bắp tiền. Đã chưa?